Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chủ đề mà tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học ở trong những ngày này, đó là đời sống được Chúa Ngài sử dụng. Và chúng tôi ước ao rằng anh chị em sẽ nắm bắt được để chúng ta sẽ tấn tới ở trong hơn của Chúa. Để chúng ta xếp cuộc đời của chúng ta đặt mình vào ở trong vị trí để Chúa có thể sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Và điều đầu tiên mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay đó là khao khát sự hiện diện của Chúa. Có một con người đã được Chúa Ngài sử dụng và đời sống của ông để lại cái dấu chân của ông ở trên hành tinh này, ở trên công việc của vương quốc của Chúa được thể hiện ra trên đất này một cách rất là đặc biệt. Tôi muốn nói đến con người của David. Ông đã khám phá ra một điều, đó là ông có thể đi vào trong sự hiện diện của Chúa mà không cần phải qua nghi thức tế lễ của Môi-se từ trong lều tạm và trong đền thờ, mà ông có thể đi vào trong sự hiện diện của Chúa bằng một chìa khóa mà chúng ta sẽ cùng học ở trong buổi tối hôm nay. Ở trong sự khao khát sự hiện diện của Chúa thì chúng ta thấy Thi Thiên 84 câu 1 cho đến câu số 3 mà chúng ta đã nghe đọc khi nãy. Tôi mời anh chị em chúng ta nghe lại một lần nữa. Lại Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi ngự của Ngài đáng yêu thai. Linh hồn con mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Tâm hồn con và thể xác con cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống. Lại Đức Giê-hô-va vạn quân là vua của con và là Đức Chúa Trời của con. Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở, và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con, là nơi gần bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Selah. Cảm ơn Chúa, đây là lòng khao khát của một con người mà Chúa Ngài đã đáp ứng lại. Và cuối cùng thì cuộc đời của ông đã được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao. Cảm ơn Chúa. Tiên tri Amos đã tiên tri về nhà tạm của David là một phần của chương trình khôi phục của Chúa. Và tôi tin rằng chúng ta đang ở trong những ngày đó. Tiên tri Amos chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 13 lời của Chúa dạy. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David, là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa. Đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót lại của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đập nho sẽ theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tăng trải. Đây là tiên tri cho chúng ta biết rằng có một cái thực trạng, đó là đền tạm của David đã bị đổ nát. Đền tạm của David cần phải được tu bổ lại ở những chỗ vết nát của nó, và Chúa Ngài dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa. Chúng ta thấy Chúa Ngài báo với tiên tri, qua tiên tri Amos cho dân sự của Chúa rằng Chúa Ngài sẽ dựng lại, Ngài sẽ lập lại điều mà David đã khám phá và đã đem lại phước hạnh của Chúa cho cả xứ Israel cũng như đời sống của ông. Và vì một cái lý do nào đó, chúng ta thấy rằng nó đã bị đổ nát. Vì người ta đã lãng quên, người ta đã không nắm giữ những điều mà Chúa Ngài đã cho David có kinh nghiệm. Thì Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ dựng lại nhà tạm của David. Rồi chúng ta thấy sứ đồ Gia Cơ và các trưởng lão của hội thánh đầu tiên cũng đã giải thích lời tiên tri này của Amos liên quan đến sự phục hồi nhà tạm của David được ứng nghiệm ở trong hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ, ở trong công vụ chương 15 từ câu 13 cho đến câu số 18. Nói xong, Gia Cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon có thuộc thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đối thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với các lời đấng tiên tri và có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân đều cầu khẩn danh ta, đều tìm Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Cảm ơn Chúa, có một đền tạm được gọi là đền tạm của David. Chúng ta biết đền tạm mà Môi-se đã được Chúa Ngài hướng dẫn để dựng nên trong lúc dân sự của Chúa đi ở trong đồng vắng, trong cái hành trình của họ xuất hành từ xứ Ai Cập để đi vào ở trong miền đất hứa. Thì đền tạm đó được thiết kế, đền tạm đó có những cái cách để dâng cho Chúa những của lễ. Thì chúng ta thấy rằng khi những của lễ này mà dâng lên đúng theo cách Chúa định và đẹp lòng Ngài, thì Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài bằng cách Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ.
Và cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài đã bày tỏ ra. Đây là hình bóng của thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, sự cứu chuộc của Ngài. Ngài là những của lễ hy sinh để dâng lên cho Đức Chúa Trời, hầu cho sự hiện diện của Chúa không thể bày tỏ ở những chỗ của tội lỗi, những chỗ của ô uế. Thì bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, huyết của con sinh tế là hình bóng của Chúa Giêsu đó, có thể chuộc tội cho dân sự của Chúa, thì Chúa lại có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Cảm ơn Chúa, tất cả những hình bóng này đã được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và nếu là tiên tri về sự khôi phục của đền tạm của David được ứng nghiệm ở trong hội thánh, thì chúng ta hiểu được đền tạm là sự thờ phượng được thực hiện trong đền tạm của David, cũng là gương mẫu cho sự thờ phượng ở trong hội thánh. Thì chúng ta biết David ông đã khám phá ra một điều. Chúng ta nhớ khi dân Philippines đã cướp lấy rương dầu ướp, và khi David ông đã lên ngôi làm vua, ông muốn mang rương dầu ướp của Chúa về. Rương dầu ướp là chỗ mà Chúa Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Chúa ở trên nắp thi ân, ở trên nắp của sự thương xót. Thì Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Chúa tại đó. Khi nào mà của lễ được dâng lên, máu của con sinh tế được rải ở trên nắp thi ân, thì Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở tại đó. Chúng ta cảm ơn Chúa khi David mang rương dầu ướp về, lần đầu thất bại vì ông đã học theo cách của người Philippines. Người Philippines trả rương dầu ướp lại bằng cách là nó để ở trên một cái cổ, một cái chiếc xe được kéo bằng con bò. Thì chúng ta thấy rằng David lúc đầu ông không biết, lần đầu tiên ông không biết, cho nên ông cũng theo cách đó và ông đã rước rương dầu ướp bằng cái chiếc xe bò đó. Nhưng mà Chúa Ngài không vừa lòng vì ý định của Chúa là rương dầu ướp phải được khiêng ở trên vai của các thầy tế lễ. Thì lần thứ nhì chúng ta thấy ông đã thực hiện được công việc đó. Và cuối cùng thì ông đã đem rương dầu ướp của Chúa về thành Bethlehem, về Jerusalem. Nhưng mà ông không mang vào ở trong đền tạm, nhưng mà ông để rương dầu ướp ở ngoài. Và ông dựng một cái đền tạm gọi là nhà tạm của David. Thì chúng ta thấy rương dầu ướp được để tại đó. Và chung quanh thì có màn che. Nhưng mà dân chúng khi đến thờ phượng Chúa có thể thấy được rương dầu ướp mà không chết. Bởi vì David đã dâng lên cho Chúa một cái loại của lễ của sự ngợi khen. Ông đặt những người ca hát, ông sắp đặt các ban thứ để họ ngày đêm ngợi khen Chúa. Và đó là chìa khóa mà David đã khám phá ra được để có thể thấy sự hiện diện của Chúa hiển lộ ở trên dân sự của Chúa, ở trên đời sống của ông, ở trên vương quốc mà Chúa Ngài ban phước để ông có thể được Chúa Ngài ban ơn để ông có thể dựng lên. Và cảm ơn Chúa, đền tạm của David là sự thờ phượng, là sự ngợi khen mà Chúa Ngài vừa lòng. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa báo cho chúng ta ở tại đây qua tiên tri Amos và các sứ đồ, các trưởng lão hội thánh đầu tiên đã thấy được ứng nghiệm, đó là Chúa Ngài sẽ dựng lại đền tạm của vua David đã bị đổ nát. Khi chúng ta thấy cái điều đó thì chúng ta biết rằng Chúa, công việc của Ngài đã phán dạy, đã tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Và cảm ơn Chúa ở trong ơn của Ngài, chúng ta ngày hôm nay là hội thánh của Chúa, chúng ta có thể được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta được cái chìa khóa để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, có thể thấy sự vinh hiển của Chúa khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, cựu ước là hình bóng về Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài, cho chúng ta thấy cách sâu nhiệm hơn về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Tân ước được chứa đựng ở trong cựu ước, và cựu ước là được giải thích qua tân ước. Và đền tạm của David tại đây chúng ta thấy mô tả một cách rõ ràng, chi tiết về sự thờ phượng được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Và sự thờ phượng này tại đền tạm của David không dựa ở trên sự thờ phượng theo như nghi thức mà Môsê đã truyền dạy cho dân sự của Chúa, nhưng theo sự thờ phượng ở tại thiên đàng. Cách thờ phượng khác hẳn với sự thờ phượng ở trong liều tạm. Và sự thờ phượng tại đền tạm của David được mô tả một cách chi tiết ở trong Kinh Thánh. Đa phần là các thi thiên được viết ra ở trong giai đoạn này. Ngay cả khi David qua đời, thì chúng ta thấy rằng sự thờ phượng theo mẫu mực của David được tiếp diễn ra trong các cuộc phục hưng được ghi lại ở trong Cựu Ước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay hội thánh của Chúa đã tái khám phá ra được điều này. Cảm ơn Chúa, một trong những cái chức vụ đã được Chúa Ngài ban ơn để có thể khôi phục lại đền tạm của David ở trong thời đại của chúng ta, đó là một sư Chuck Hayford. Ông chia sẻ lại trong một lần chúng tôi tham dự một cái chương trình huấn luyện của ông, thì ông chia sẻ thế nào ông đã được Chúa Ngài bày tỏ điều này. Ông mô tả khi ông ở trong phòng làm việc của ông, phòng học của ông, ở trong nhà thờ. Ông bước ra thì thình lình như là Chúa Ngài chiếu cho ông một cái màn hình ở trên vách tường của nhà thờ. Ông thấy khung cảnh của sự ngợi khen thờ phượng ở tại thiên đàng. Và ngay trong giây phút đó thì Chúa Ngài đã ban ơn trên ông để ông có thể viết một cách nhanh xuống bài hát mà Chúa Ngài bảo ông phải bắt đầu để khôi phục lại cái sự thờ phượng ngợi khen
mà chúng ta thấy được mô tả trong Kinh Thánh. Đó là cái khởi nguồn của bài hát Majesty. Đây là bài hát mà chúng ta thấy rằng thay đổi cái cách thờ phượng, thay đổi đối tượng, thay đổi cái cung cách để chúng ta thờ phượng Ngài. Bài hát Majesty mà chúng ta trong văn hóa Hội Thánh của Chúa người Việt Nam chúng ta có những cái lời dịch như là vinh quang rạng người. Majesty nói đến ảnh của sự vinh hiển, vinh quang của Chúa. Và ông đã mô tả trong bài hát này như là Chúa đang ngồi trên ngôi của Ngài. Và những người đến thờ phượng Chúa đứng ở trước ngôi của Chúa và chúc tụng ngợi khen Ngài bằng hết cả tấm lòng của mình, công bố bày tỏ ra sự vĩ đại của Chúa, vinh quang của Ngài. Và bài hát này đã đánh dấu một cái sự khôi phục mà có một số các đầy tớ của Chúa đã gọi đây là sự phục hưng của âm nhạc, của thờ phượng. Và nó đã thay đổi. Vì trước đó chúng ta thấy rằng Hội Thánh của Chúa cũng như trong thời của A-mốt thì dân sự của Chúa đã thờ phượng Chúa, nói là thờ phượng Chúa nhưng mà đối tượng của cái buổi thờ phượng đó nó không còn là Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà nó là một cái đối tượng nào đó. Và chúng ta biết ở trong lịch sử của Hội Thánh của Chúa, trải qua những ngày nhiều thế kỷ, mười mấy thế kỷ của thời ám thế đó, thì người ta không còn thờ phượng Chúa theo như điều mà chúng ta thấy Kinh Thánh đã mô tả. Người ta bắt đầu thờ phượng Chúa bằng cách là mướn những người hát chuyên môn, được gọi là ban hát. Thì chúng ta thấy ca đoàn đó, thì họ hát, họ ngợi khen Chúa. Còn dân chúng thì như là những người đi xem lễ. Đó là lý do mà chúng ta thấy ở trong Công giáo La Mã có từ ngữ đi xem lễ. Họ chỉ là những người đi xem chứ không phải là những người đến để thờ phượng Chúa. Và nhiều điều khác để chúng ta thấy bị cướp mất đi. Dân chúng, con cái của Chúa, thần dân của Chúa đến nhà của Chúa thì đi xem những người khác làm công việc đó thay thế cho mình, vì mình không xứng đáng hay là không được chuẩn bị. Nhưng cảm ơn Chúa là có một cuộc cải chánh của giáo hội. Nhưng mà chúng ta thấy cũng vẫn còn là một cái điều thiếu sót, cải chánh về tính lý. Nhưng mà về cái cung cách thờ phượng đó thì là chưa được chỉnh. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài ra và hướng dẫn để Hội Thánh của Chúa vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã có một sự phục hưng về âm nhạc, của sự ngợi khen thờ phượng, như lời của Chúa báo rằng đền tạm của David sẽ xây dựng trở lại. Để rồi người ta khi đến thờ phượng Chúa thì nhận biết một điều là Chúa là khán giả duy nhất. Anh chị em nhớ điều đó, chứ không phải là những người tín đồ khó tính ngồi trong các hàng ghế. Chúa là khán giả duy nhất của chúng ta. Tất cả những điều, những tiết mục chúng ta thờ phượng đều là dâng lên cho Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng đáng nhận tất cả những sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Ban hát dẫn là những người nhắc tuồng và hội chúng là những con người thờ phượng. Và đây là điều hết sức là quan trọng. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong dòng chảy của Chúa, trong phước hạnh của Ngài, VBC Hiếu Sinh của chúng ta đã tháp vào được cái sự thờ phượng của đền tạm của David. Tôi nhớ năm 1992, khi tôi tiếp xúc với một đầy tớ của Chúa, ông đã chứng kiến và đã thấy những sự phục hưng xảy ra. Thì lúc bây giờ chúng tôi khao khát muốn thấy được cái sự khác biệt. Bởi vì lúc bây giờ chúng tôi thấy Hội Thánh có phát triển đó, nhưng mà sự hiện diện và dấu kỳ phép lạ của Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh thì không thấy ở trong Hội Thánh. Và chúng tôi khao khát muốn có một sự thay đổi. Tôi tìm người này người kia, tôi đặt câu hỏi. Lúc bây giờ tôi đến với tổ chức của association của chúng ta để xin hỏi xem ai là người có khả năng để có thể dạy dỗ và hướng dẫn tôi trong công việc này. Bởi vì tôi nhớ Esai 6, khi Esai đi vào trong đền thờ của Chúa, ông đã thấy sự ngợi khen thờ phượng của các seraphim, thì ông đã có một cái trải nghiệm về sự hiện diện của Chúa một cách rất đặc biệt. Nó đã thay đổi cuộc đời của ông, và Chúa Ngài đã sai phái ông từ cái kinh nghiệm đó để đi làm tiên tri của Chúa. Để chúng tôi tìm hỏi và cuối cùng người ta giới thiệu đến mục sư F.D. Smith, là một con người mà Chúa Ngài đã ban phước. Ông đã viết nhiều bài biệt thánh ca hay là những cái bài hát ngắn. Và trong những bài hát đó thì ông hiểu và ông đã được Chúa Ngài soi sáng để có thể viết những bài hát mà Chúa là đối tượng. Và những bài hát mà chúng ta hát khi nãy cũng là trong cái thể loại đó. Và khi chúng tôi gặp ông thì ông nói rằng là nếu anh muốn Hội Thánh của anh có cái sự vui nhộn, nóng cháy ở trong cái việc mà gọi là hát ngợi khen, thì cho tôi 15 phút. Tôi có thể hướng dẫn cho anh cách để mời hội chúng đứng lên, ngồi xuống, rồi hát câu 1, câu 2, rồi dừng lại nghe nhạc dạo, vân vân. Sẽ có những cái kỹ thuật để có thể giúp cho hội chúng là cũng ít nhất là cũng có dự phần vào và cảm thấy cái giờ nhóm lại ngợi khen của mình nó sống động. Thì chỉ cần 15 phút tôi có thể chỉ cho anh. Nhưng nếu anh muốn cái sự thờ phượng mà Chúa Ngài liền hiện đến để nhận sự thờ phượng, nhận sự ngợi khen đó, thì cho tôi 6 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ giúp đỡ cho anh trong công việc này.
Tôi nghe và lòng của tôi rất phấn khích và tôi nói với ông liền, xin cho tôi cái hẹn, tôi sẽ gặp ông và chúng tôi sẽ dành 6 tiếng đồng hồ để nghe ông hướng dẫn. Và một trong những điều đầu tiên mà ông hướng dẫn đó là hãy học biết được tại sao chúng ta ngợi khen, chúng ta thờ phượng trong buổi nhóm. Trước đó thì chúng tôi thấy những người đi trước làm thì mình cũng bắt chước làm theo. Đó là trong một cái buổi thờ phượng phải có 1-2 bài hát thánh ca, rồi chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái tiết mục khác nhưng mà bắt đầu bằng như vậy. Rồi trong thời bấy giờ thì vì sự thiếu sự hiểu biết, có nhiều con cái của Chúa cũng như là các mục sư hướng dẫn như sự ngợi khen thờ phượng. Và để dùng những thí dụ và những cái khích lệ, chúng ta thấy như là hôm nay thì trời đang rất là lạnh, chúng ta đứng lên chúng ta hát cho ấm. Hay là sau khi một cái chương trình huấn luyện hay là một cái buổi nhóm vào giữa trưa, mình mới ăn một cái bữa ăn no thì sợ buồn ngủ cho nên xin đứng dậy chúng ta hát cho đỡ buồn ngủ. Anh chị em, tất cả những điều đó trước mặt Đức Chúa Trời là một cái sự gọi là ô uế mà là xúc phạm đến Chúa. Chúng ta nói chúng ta đi đến thờ phượng Chúa nhưng mà chúng ta hát để cho ấm bởi vì trời lạnh, chúng ta hát để cho đỡ buồn ngủ, thì chúng ta thấy rằng Chúa nào có thể đến để mà nhận một cái sự thờ phượng như vậy. Bởi vì chúng ta không, đối tượng của sự thờ phượng nó không phải là Chúa. Chúng ta hát để cho ấm, hát cho máu nó chạy đều, để chúng ta ấm, hay là chúng ta thân thể chúng ta ấm, hay là chúng ta không bị ngủ gục ở trong cái buổi nhóm. Tất cả điều đó chúng ta nhìn lại chúng ta thấy thật nó như là sự đổ nát mà đền tạm David trước đây thì là một cái tiêu chuẩn khác, nhưng mà bây giờ thì người ta đã làm cho nó trở nên một cái điều hết sức là lạ lùng, quá gở ở trước mặt Chúa. Rồi thì sự ngợi khen thờ phượng, người ta cứ lấy tất cả những bài hát không liên quan gì đến với Chúa, nhưng mà nó có thể là một bài đức tin ca, nó có thể là một cái bài để khích lệ cho con cái của Chúa ra đi cứu người, đi ra gieo giống, đi ra thu hoạch, vân vân. Hay là kêu gọi hội thánh của Chúa đứng lên như là một đạo hùng binh của Chúa. Tất cả điều đó nó tốt, nó có cái vị trí của nó, nhưng chúng ta không được quyền gọi những bài thánh ca đó là những bài ca ngợi Chúa. Tôi nhớ ông hướng dẫn xong thì ông nói rằng một trong những điều phải làm ở trong lúc này là anh về và anh tìm hết tất cả những cái bài hát mà hội thánh nơi anh hướng dẫn đó có thể hát được. Và anh đặt nó vào ở trong những cái hồ sơ, tách nó ra từ những cái thể loại khác nhau để xem coi anh có được bao nhiêu bài mà Chúa là đối tượng của cái bài hát đó, của sự ngợi khen đó. Thì thú thật với anh chị em là tôi lúc đó cũng biết nhiều thánh ca và tôi liền lục ở trong tâm trí của mình thấy rằng rất ít. Vậy chúng ta thấy trong bài thánh ca, quyển thánh ca của hội thánh Tin Lành mà chúng ta sử dụng trong nhiều năm tháng đó, thì cái phần phía trước gọi là cái phần của sự ngợi khen, của sự thờ phượng đó, thì chúng ta thấy chỉ được chừng 9-10 bài. Còn những phần còn lại nó có những thể loại khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái sự thiếu thốn đó. Thì ông khuyến khích tôi là bây giờ thì tôi có một số vốn liếng của những cái bài mà tôi viết Chúa là đối tượng của những bài này. Anh về và tôi cho anh toàn quyền để có thể dịch những bài này và có thể hướng dẫn cho hội thánh hát để gây dựng những cái bài hát thuộc về thể loại Chúa là đối tượng của những bài hát đó. Thì chúng tôi trở về trong sự nhận biết rằng đền tạm của David phải được xây dựng lại. Sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta, để muốn thấy được sự hiện diện của Chúa hiển lộ, chúng ta được đặc ân để chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta phải thay đổi luôn cả âm nhạc mà chúng ta sử dụng. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi về hướng dẫn cho anh chị em, nhắc nhở anh chị em, Chúa là khán giả duy nhất của chúng ta. Bàn hát dẫn là những người nhắc tuồng, còn hội chúng là những người thờ phượng. Vì trước đây thì chúng ta thấy rằng hội thánh chung chúng ta đã đi đến cái chỗ nhà đền tạm của David đã đổ nát rồi. Thì chúng ta thấy rằng khán giả của chúng ta là những người tín đồ khó tính ngồi trong các hàng ghế. Và công việc của mục sư cũng như ban hát là hát như thế nào để họ nghe và họ có thể khen chúng ta bằng những tràng pháo tay, nếu họ cho phép tràng pháo tay. Và chúng ta thấy rằng mình tha thiết cầu nguyện, mục sư cũng như ban hát tha thiết cầu nguyện là lại Chúa, xin Chúa Thánh Linh ngài giúp đỡ để chúng con hát không có bị bể, không có lạc giọng, không có trật nhịp. Và Chúa thì là ở trong cái vị trí của người nhắc tuồng, còn hội chúng là những con người khó tính, không có Chúa ở trong cái chỗ đối diện bài hát của chúng ta dâng lên cho ngài. Nhưng mà khi chúng ta lật ngược bài, Chúa là khán giả duy nhất, mọi việc chúng ta làm trong buổi thờ phượng phải Chúa là đối tượng, thì nó thay đổi tất cả. Và ban hát dẫn là những người nhắc tuồng, họ giúp đỡ cho chúng ta là hội chúng. Khi chúng ta đứng ở trong các hàng ghế để chúng ta ngợi khen Chúa, ban hát dẫn họ có thể chỉ hướng dẫn một vài nốt nhạc, một vài chữ đầu tiên của bài hát đó, thì hội chúng của Chúa được nhắc nhở để có thể nắm bắt qua lời của bài hát đó đi vào ở trong cái vị trí chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Rồi chúng ta bắt đầu thấy dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra. Vì nơi nào Chúa ngài bày tỏ sự hiện diện của ngài, chúng ta thấy suốt ở trong Kinh Thánh, thì Chúa ngài kéo người ta đến với ngài, dấu kỳ phép lạ được thể hiện ra.
Và cảm ơn Chúa, đó là cuộc cách mạng rớn lao mà Chúa ngày cho VBC Houston của chúng ta đã trải nghiệm. Tôi nhớ có những người chống đối. Tôi nhớ có một ông đến ông rằng, tôi mà thấy ông mục sư chiếu cái bài hát ở trên màn hình một lần nữa, thì Chủ nhật đó tôi sẽ lấy cây tôi chọc cho thủng cái màn hình đó. Bởi vì chúng ta ở trong cái tình trạng hết sức là đổ nát đối với sự ngợi khen thờ phượng. Một điều khác nữa chúng tôi làm đó là lấy cuốn thánh ca ra khỏi tay của những người tín đồ. Vì có bài hát chúng ta đã hát thuộc lòng, chúng ta đã hát nó bao nhiêu trăm lần rồi, nhưng mà khi hát thì cũng giấu cái mặt của mình ở phía sau cái cuốn thánh ca đó. Trong khi đó lời của Chúa bảo chúng ta hãy ngước mắt lên để chúng ta ngợi khen Chúa. Lời của Chúa bảo chúng ta hãy đưa tay hướng về Chúa thì chúng ta ngợi khen Ngài. Chúng ta phải vỗ tay lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Chúa, vân vân. Chúng ta không làm được khi chúng ta bị bận rộn với cuốn thánh ca trong tay của mình. Nên chúng tôi dẹp hết tất cả những cuốn thánh ca và bắt đầu hướng dẫn hội thánh của Chúa bằng cách là chúng tôi chiếu những lời của bài hát ở trên màn hình. Bây giờ tay của chúng ta có thể rảnh để chúng ta có thể vỗ tay, có thể đưa tay hướng về Chúa, vân vân. Những người không chịu thay đổi và được phục hồi cái sự ngợi khen thờ phượng ở trong đền tạm của David rất khó chịu về điều này. Nên cảm ơn Chúa, chúng tôi bằng lòng đi con đường này và đem lại một cái sự cải cách cần thiết cho hội thánh của Chúa trong sự thờ phượng. Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em là chúng ta phải trải qua một cái cuộc cách mạng trong tấm lòng của chúng ta về ai là đấng mà chúng ta thờ phượng. Và buổi thờ phượng, mục đích chính của buổi thờ phượng là gì? Không phải là chúng ta hát những bài mà người ta thích hát, thích nghe. Cũng có một người khác trong thời đó đến nói rằng tôi không thích đến thờ phượng chỗ hội thánh của mục sư nữa. Tôi hỏi tại sao? Nói bởi vì ông không hát những cái bài mà chúng tôi thích. Tôi nói rằng ô, nếu mà như vậy thì xin lỗi, bởi vì chúng tôi chỉ muốn hát những bài Chúa thích nghe mà thôi. Vì thiên đàng của Chúa, vương quốc của Đức Chúa Trời, vua đời đời của chúng ta, Ngài có những thể loại nhạc được hát ở trong vương quốc của Ngài. Và điều đó đã thể hiện ra chúng ta trong sách Khải Huyền thế nào thiên đàng, các thiên sứ, các trưởng lão đã thờ phượng Chúa và đám đông vô cùng lớn ngợi khen thờ phượng Chúa như thế nào. Họ chúc tụng Chúa, họ tung hô bày tỏ danh của Ngài, và Chúa Ngài vừa lòng về sự thờ phượng như vậy. Nên chúng tôi đã trải qua những ngày dẫm chân lên những con người mà trước đây họ đi đến nhà thờ vinh vinh tự đắc như là những con người tôi đến đây để hội thánh phải hát cho những cái bài tôi thích hát, và tôi cũng sẽ nắm ở trong cái vị trí là tôi sẽ đứng tôi trình diễn những cái bài mà hội chúng phải nghe tôi như là một cái người trình diễn. Và anh chị em, tất cả điều đó được Chúa Ngài giúp đỡ và chúng tôi giải quyết hết. Chúa xây dựng lại những cái sự đổ nát của đền tạm David và bắt đầu đền tạm của David được sử dụng. Và cảm ơn Chúa, từ đó chúng tôi không muốn nhìn lại, chỉ nhắc lại với anh chị em ở trong công việc này và cứ đi tới ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh của Ngài. Và những phần còn lại chúng ta đã thấy rồi. Có những buổi thờ phượng, khi chúng ta ngợi khen Chúa trên mức độ mà lời của Chúa Thi Thiên 149 nói, khi chúng ta thờ phượng ngợi khen Chúa ở trong mức độ cao nhất, thì lúc bấy giờ chiến trận thuộc linh xảy ra, chúng ta đóng trăng, chúng ta trói những các vua của đời này, và chúng ta thấy sự bứt phá xảy ra vì chúng ta ngợi khen Chúa. Và Chúa ngày vui lòng, ngày đến ngày ngự dựa những tiếng hát ngợi khen này, thì không có một con quỷ nào có thể trốn được ở trong sự hiện diện của Chúa. Quyền năng của Chúa đổ xuống, sự hiện diện của Ngài đổ xuống, thì chúng ta thấy người ta được chữa lành, người ta được giải cứu. Có rất là nhiều người trong giai đoạn đó đã làm chứng lại, chỉ đứng thờ phượng Chúa ở trong hội thánh thôi thì người ta đã cảm nhận được sự chữa lành. Có người bị chứng bệnh hepatitis B, C chứ, rất là nặng. Và khi gặp một anh em, được anh em mời đi đến nhóm lại, bởi vì người này đã từng nhóm lại với hội thánh trước khi hội thánh được Chúa Ngài thăm viếng và phục hồi, thì được mời, và người này nói rằng tôi trong thân thể có bệnh tật, thành ra không thể ngồi lâu được, nhưng mà anh em này khuyến khích là nên đến. Và khi người này trở lại đứng nhóm ở trong hội thánh, trong lúc cùng hòa nhập vào trong dòng chảy của sự ngợi khen chúc tụng Chúa, thì lập tức thân thể của anh được sự chữa lành từ nơi Chúa. Anh đi xét nghiệm máu trở lại, thì người ta tính cái số của những con virus của hepatitis không thể đếm nổi trước đây đó, bây giờ là không tìm thấy nó được nữa. Cảm ơn Chúa, vì trong sự hiện diện của Chúa có sự chữa lành, có sự giải cứu, có sự phục hồi, có sự tươi mới mà chúng ta có thể kinh nghiệm được của hội chúng cũng như trong đời sống cá nhân của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đi vào ở trong những cái bài học mà chúng ta có thể học được từ cái cách thờ phượng của người mà Chúa Ngài vừa lòng, đó là vua David. Chúng ta để ý điều thứ nhất, đó là David yêu mến nơi Chúa ngực. Thi Thiên 84 câu 1, Đức Giê-hô-va vạn quân, hỏi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài dễ thương thai. Trong bản cổ của chúng ta thì nơi cư trú của Ngài dùng cái
hình ảnh là chúng ta thấy đáng thương. Nhưng mà tại đây thì chúng ta thấy rằng trong bản hiệu đính thì nơi ngự của Chúa đáng yêu phải. Cảm ơn Chúa. Hay là chúng tôi thấy ở trong bản tiếng Anh dùng cái chữ là nơi cư trú của Ngài dễ thương phải. How lovely. Nơi cư trú của Chúa. David hết lòng mong ước được ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông nói về cái nét dễ thương của nơi Chúa ngự. Ông nói đến cái hình ảnh của nơi chốn Chúa ngự là cái chỗ đáng yêu phải. Cảm ơn Chúa. Ông yêu mến, ông tha thiết yêu mến nơi mà Chúa ngự. Nơi Chúa ngự trước đó là liều tạm ở trong đồng vắng. Và Chúa chọn bày tỏ sự hiện diện của Ngài nơi chí thánh ở trên nắp thi ân của rương giao ước. Mà sau đó Ngài chọn để bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại đền thờ của Solomon xây dựng. Tức là một công trình kiến trúc đắt giá nhất trong tất cả các công trình kiến trúc được xây dựng. Nhưng mà khi Chúa Ngài bày tỏ vinh quang hiện diện của Ngài một cách hiển lộ, thì Ngài đã đầy dẫy khắp đền thờ. Và 120 thầy tế lễ không thể đứng nổi để mà hầu việc. Điều này cho chúng ta thấy khi ở trong sự ngợi khen thờ phượng mà có những con người ngã ra trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta biết rằng đền tạm của David đã được khôi phục. Cảm ơn Chúa vì chính ở trong sự hiện diện của Chúa mà có những người ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Tại Cà Mau chúng tôi thấy điều đó. Có những anh em của chúng ta đang đứng thờ phượng Chúa như vậy, thì khi sự vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa đổ xuống một cách mạnh mẽ, họ đã ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Những con người này tôi tin rằng khi họ đứng dậy, Chúa sẽ sử dụng họ một cách lớn lao trong ơn của Chúa, vì họ đã nếm trải được sự hiện diện của Chúa, vì họ đã khao khát và đã kinh nghiệm được Chúa một cách đặc biệt ngay ở trên thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi thánh linh của Chúa ngự. Và đền thờ này sẽ như thế nào nếu không có sự hiện diện của Chúa? Chắc chắn là chúng ta thấy là hoang vu, là lạnh. Nhưng mà nơi đền thờ mà có sự hiện diện của Chúa thì thật là dễ thương, đáng thương và như từ của là đáng yêu thay, vì tại đó có sự hiện diện của Chúa. Tại đó Chúa Ngài làm cho lòng của chúng ta hết sức là phước hạnh vì chúng ta được lôi cuốn vào ở trong sự hiện diện của Chúa. David mong mỏi về sự hiện diện của Ngài. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy được. Cho anh chị em, để chúng ta có thể trở nên những người được Chúa Ngài sử dụng, chúng ta cũng phải có một tấm lòng khao khát như vậy về sự hiện diện của Chúa. Khao khát như vậy trên đường chúng ta đến nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Trên đường hay là trong tuần chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình để chúng ta kinh nghiệm thờ phượng Chúa tại nhà, và rồi sẽ đem dâng tất cả những của lễ của sự ngợi khen thờ phượng cùng với hội chúng. Thì thật là phước hạnh và mạnh mẽ vô cùng. Như David nói, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đến nhà của Chúa, hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài, thờ phượng Ngài. Thứ hai, chúng ta thấy mức độ mong ước của David. Đây là một cái mong ước mà chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt, phải không em? Trong câu số 2, linh hồn tôi, Thi Thiên 84 câu số 2, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Ông nói đến linh hồn, ông khao khát sự hiện diện của Chúa. Chúng ta biết linh hồn gồm có lý trí, ý chí và tình cảm. Ông đã đến với hết cả tấm lòng, đến hết cả ý chí và lý trí của ông mà ông ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài, bị linh hồn của ông khao khát Chúa. Tại đây chúng ta thấy ông làm trọn mạng lệnh của Chúa theo như phục truyền chương 4 câu 29 ghi lại cho chúng ta trong bài giảng của Môi-se. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Điều kiện để chúng ta có thể tìm và gặp được sự hiện diện của Chúa, chính Chúa, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải hết lòng, hết ý tìm cầu, chúng ta mới gặp được. Cảm ơn Chúa. Điều này cho thấy lý do tại sao khi hội chúng có sự khao khát thì Chúa nghe ban phước một cách rất là đặc biệt. Lý do mà chúng ta thấy ở bất cứ nơi nào, như trong chúng tôi kinh nghiệm ở trong 2 tuần trước, đến ở những cái địa điểm mà khi sự khao khát của con cái của Chúa lên đến cao độ, họ chỉ chờ không nổi, chỉ cần ban hát dẫn, chỉ trỗi lên một vài nốt nhạc, thì chúng ta thấy họ đã hòa lòng vào bằng lời khen thờ phượng Chúa. Thì chúng ta thấy rằng nhiều người đã tìm gặp Chúa và đã kinh nghiệm được sự tươi mới ở trong ơn của Chúa. David thờ phượng Chúa bằng hết cả linh hồn của mình, đầy cảm xúc và trong sự ngợi khen Chúa. Và chúng ta nhớ ở trong Thi Thiên 149 câu 3, ông nói rằng nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh của Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Chúng ta thấy ở tại đây cái phần của tình cảm, của cảm xúc đó, thì chúng ta thấy dạt dào. Ông nói nguyện
Đây là điều mà ông cầu nguyện cho đó. Nguyện chúng nó nhảy múa và ngợi khen danh của Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Chúa. Ở đây chúng ta thấy rất là ồn ào, đầy cảm xúc, ngợi khen Chúa. Anh chị em ngày hôm nay có những người gọi là chống trái, họ đi và họ muốn dập những cái buổi nhóm nào mà con dân của Chúa thờ phượng Chúa một cách hết lòng, hết ý như vậy. Vì những con người này, họ không kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, họ cũng không yêu mến cái sự hiện diện của Ngài. Cho nên họ rất là bực mình và khó chịu khi thấy những người thờ phượng Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình, hết cả ý chí của mình, hết cả tình cảm của mình, cảm xúc của mình. Anh chị em, để ngoài tai những lời phê bình, chỉ trích của những con người này. Bởi vì thà là chúng ta bị người ta nói nặng. Như ông David khi ông nhảy múa trước rương giao ước của Chúa, thì vợ ông là Mi-canh ở trên lầu nhìn qua cửa sổ đã nói rằng hôm nay vua của Israel đã thể hiện như một cái người điên. Đó là cái ý mà chúng ta thấy rằng bà đã nói đến công việc của vua David. Nhưng anh chị em yêu dấu, chúng ta nhớ một điều. Khi chúng ta muốn tìm ý muốn của Chúa, sự hiện diện của Ngài, thì phải hết lòng, hết ý để chúng ta tìm cầu Ngài thì chúng ta mới có thể gặp được. Cảm ơn Chúa. Khi David thờ phượng Chúa bằng hết cả linh hồn của mình, đầy cảm xúc như vậy, Chúa Ngài đã ban phước trên ông. David ông nhảy múa hết sức khi rước rương giao ước về Jerusalem. Rồi trong sự thờ phượng chúng ta cũng thấy Thi Thiên 150 câu 3 cho đến câu số 5 bảo: Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đơn sắc đơn cầm mà ca tụng Ngài, hãy đánh trống cơm mà nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài, hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài, hãy dùng chập chỏa dội tiếng mã la kêu rền mà ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi Thi Thiên 47 câu 1: Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Rồi Thi Thiên 103 câu số 2: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Cảm ơn Chúa. David là con người kinh nghiệm, ông dùng tất cả các giác quan của mình, cảm xúc của mình để đeo đuổi Chúa. Ông muốn nói lên với Chúa rằng chỉ có sự hiện diện của Chúa là lẽ sống của ông. Rồi xin Chúa Ngài cho để chúng ta cũng tha thiết như vậy đối với sự hiện diện của Chúa. Vì chính ở trong sự hiện diện của Chúa chúng ta được tươi mới, được Chúa Ngài ban phước, được sức giàu, được mặc lấy quyền năng và sự vinh hiển của Chúa tràn xuống trên đời sống của chúng ta. Thứ hai, chúng ta thấy linh hồn của ông mòn mỏi về sự hiện diện của Chúa. Thi Thiên 84 câu số 2: Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh này đã được bày tỏ ra. Cái ông khao khát Chúa đến như vậy. Ông nói rằng linh hồn của ông mong ước đến nỗi hao mòn. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy sự kêu la của thân thể của David. Thi Thiên 84 câu số 2: Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Thờ phượng mang đến sự hiện diện của Chúa. Học sống ở trong sự hiện diện của Chúa, dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa. Đó là điều mà chúng ta đeo đuổi. Vì không ai có thể phủ nhận rằng chính ở trong sự hiện diện của Chúa là điều tối quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Mặc dù ở trong một phương diện thì sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng con cái của Ngài, nhưng chúng ta cũng thấy rằng chúng ta luôn khao khát sự hiện diện hiển lộ của Chúa mỗi ngày một nhiều hơn trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn tại, có nghĩa là Chúa ở khắp mọi nơi. Như David nói ở trong Thi Thiên 139 câu số 7: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Ông kết luận rằng không chỗ nào là ông có thể trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. Điều đó cho thấy ông nhận biết sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi và thấy tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta biết chắc rằng mình không bao giờ cô đơn. Chúa Ngài có sự bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi. Nhưng mà chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Ngài là đấng ở khắp mọi nơi, Ngài ở trong chúng ta. Nhưng còn có một cái sự bày tỏ sự hiện diện của Chúa mà chúng ta thấy tại đây là sự hiện diện mà chúng ta có thể thấy được. Như vinh quang của Chúa đã bày tỏ ra, khiến cho các thầy tế lễ không đứng nổi để thờ phượng Chúa, có nghĩa là họ ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Có một sự hiện diện hiển lộ mà chúng ta có thể rờ ngắm được, chúng ta có thể kinh nghiệm trên thân thể của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sự hiện diện bên trong của Chúa được ban cho con cái của Ngài, như
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Mặc dù vậy thì chúng ta thấy sự tồn tại và ở trong của Chúa không ngăn chúng ta khao khát sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Đây là điều khác biệt anh chị em. Có những giây phút, có những chỗ, những nơi mà Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng. Như chúng ta thấy Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Chúa ở trong đám mây, che cho dân sự của Chúa đi ở trong sa mạc. Ban đêm thì ở trong trụ lửa để gìn giữ, bảo vệ sự ấm họ khỏi thú dữ cũng như là khỏi cái lạnh của sa mạc. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa được thể hiện ra. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trong mức độ đó khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa qua sự ngợi khen và thờ phượng. Câu hỏi mà chúng ta có thể thắc mắc ở đây, làm sao để chúng ta khao khát cho điều mà luôn ở trong, ở chung quanh chúng ta? Câu trả lời đó là vì chúng ta muốn kinh nghiệm sự hiện diện Chúa mà thân thể của chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và đây là mức độ mà David ông mỗi lần được Chúa Ngài cho ông kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên thân thể ông, thì ông luôn nhớ đến những cảm giác đó, ông luôn nhớ được cái kinh nghiệm đó. Và tôi cũng có thể chia sẻ với anh chị em, có những lúc Chúa Ngài thăm viếng, Ngài ban phước và chúng tôi kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Anh chị em, từ đó không thể nào là thỏa lòng với những cái sự hiện diện mà chúng ta thấy chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Nhưng mà sự hiện diện tràn ngập của Chúa, sự hiện diện phước hạnh từ nơi Chúa. Cho nên trong tất cả các buổi nhóm, trong những đại hội, chúng tôi đều giúp đỡ, hướng dẫn để con dân của Chúa làm thế nào để chúng ta vào cho bằng được ở trong cái sự hiện diện hiển lộ đó của Chúa. Vì chính tại đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm Chúa và quyền năng của Ngài trong mức độ mà chúng ta có thể được biến đổi ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa chạm đến chúng ta. Chúng ta nghe như những dòng điện chạy ở trong thân thể của chúng ta. Có những người cảm nhận như là Chúa Ngài đứng ngay bên cạnh và Ngài đưa dòng tay yêu thương của Ngài ôm chặt người đó vào trong tấm lòng. Có người thấy như là Chúa Ngài đi ngang và tay của Ngài rờ trên đầu của họ. Một sự hiện diện mà David nói rằng thân thể của ông hao mòn về điều đó. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa trong mức độ đó. Khi chúng ta hết lòng khao khát, khi chúng ta luôn cả ở trong một cái mức độ là liều lĩnh, bị những con người tuyệt vọng đối với những cái sự giúp đỡ cung ứng của trần gian này, chúng ta thấy họ đã làm những công việc rất là liều lĩnh, có thể nguy hiểm cho họ, có thể bị rầy, bị mắng, nhưng mà họ đã bày tỏ ra. Họ không xin một cách thầm lặng, không phải là một trong những cái sự lựa chọn của họ, nhưng mà họ hết lòng. Chúng ta còn nhớ người mù Bartimê, khi nghe Chúa Giêsu đi ngang qua thì cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở trong Mác chương 10 câu 47 cho chúng ta thấy rằng ông đã vùng la lên. Mác chương 10 câu số 47, vì đã nghe nói ấy là Đức Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: hỡi Đức Chúa Giêsu con David, xin thương xót tôi cùng. Cảm ơn Chúa. Bartimê đã bày tỏ cho chúng ta cái sự thấy được cái sự khao khát của ông. Ông cần Chúa như thế nào. Và ông không chỉ nói lý nhí trong miệng, nhưng mà ông vùng lên, ông la lên, vì ông khao khát sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài. Vì ông biết rằng chỉ có sự rờ chạm đến của Chúa, ông tiếp cận được ở trong sự hiện diện của Chúa. Thì cái tình trạng hiện tại của ông, người ta cũng không gọi tên của ông nữa, nhưng mà là người mù Bartimê, con của ông Timê. Anh chị em đã mù rồi, ai cũng biết, mà người ta cũng không gọi ông bằng cái tên của ông nữa, mà gọi cái người mù. Mà người mù là con trai của ông Bartimê, ông Timê. Thì chúng ta thấy ở đây, ông biết rằng đời sống của ông, tình trạng của ông, không thể nào ông có thể thoát ra được trừ trường hợp ông được gặp Chúa, ông được kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Cho nên ông vung lên, ông la lớn, và Chúa Ngài đã đáp lại với lại cái sự khao khát của ông. Cảm ơn Chúa. Một gương khác chúng ta thấy người đàn bà Canaan có con bị quỷ ám đó. Ma-thi-ơ chương 15 câu 20 cho chúng ta thấy. Sải có một người đàn bà ở xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Bà phải kêu lên với Chúa, bày tỏ cái sự tha thiết của bà vì bà không thể nào chịu đựng nổi thêm một ngày nữa. Con của bà bị quỷ nó ám và nó làm cho khốn cực như vậy. Người mẹ này đã tha thiết tìm kiếm sự hiện diện của Chúa bằng cách là bà phải kêu lên lớn tiếng. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với anh chị em trong thời gian này là bạn cần Chúa đến cỡ nào?
Nếu chúng ta chỉ cần Chúa là như là một cái gì đó thêm ở trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là điều sống còn, thì tôi cam đoan với anh chị em sẽ không bao giờ kinh nghiệm Chúa. Vì phải tìm hết lòng thì chúng ta mới gặp được Ngài. Phải tìm hết lòng, hết ý của mình. Cảm ơn Chúa. Người Việt chúng ta có một cái câu, khi một cái việc gì đó mà chúng ta thấy rằng nó quá đầy đủ, thì chúng ta nói rằng cái này là hết ý rồi. Hết ý rồi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ đến với Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình và khao khát Chúa như vậy. Để rồi khi người ta nhìn, người ta nói rằng hết ý rồi, không thể nào có thêm một cái ý nào để mà giúp đỡ nữa. Bởi vì chúng ta đã sử dụng hết cả những gì chúng ta có, bày tỏ sự khao khát của chúng ta với Chúa. Chúng ta đang kêu xin sự hiện diện lâu dài của Ngài. Và dấu kỳ phép lạ sẽ được thực hiện trong sự hiện diện quyền năng của Chúa trước mắt những người chưa tin. Anh chị em, khi chúng ta nói chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là hội thánh của Chúa, mà khi những người quan sát chúng ta không thấy Chúa ở trong sự nhóm lại của chúng ta, trong sinh hoạt của chúng ta, cũng không thấy Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Xin Chúa hãy giúp đỡ. Có một việc mà sự ban thưởng phụ trội cho vợ chồng chúng tôi. Trong chuyến đi vừa qua, khi chúng tôi xong cái chương trình ở tại Cà Mau, thì chúng tôi được cơ hội để thăm mẹ của tôi. Và cái cách mà gia đình sắp đặt đó là đưa bà lên thành phố để chúng tôi cũng sẽ gặp gỡ tại đó, rồi cả gia đình chúng tôi đi đến Vũng Tàu để có một ngày rưỡi ở tại đó, chúng tôi dành thời giờ với mẹ và với các em. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được các em mướn một cái căn nhà, một cái resort, và tại đó chúng tôi sinh hoạt ở trong những ngày đó. Cảm ơn Chúa, mọi sinh hoạt cũng bình thường, nhưng mà có một điều đặc biệt xảy ra, đó là những người ở tại đó làm việc, ở tại đó dọn dẹp, ở tại đó họ nhìn thấy cái gì đó trong chúng tôi. Và cảm ơn Chúa, khi nhà tôi mở lời trình bày về tin lành của Chúa, thì chị đã rất là vui lòng để tiếp nhận Chúa. Và chị cũng có một cái nhu cầu cần được sự chữa lành. Cảm ơn Chúa, khi chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và chữa lành cho chị kinh nghiệm được, chị cầu nguyện tin Chúa, rồi chị nhanh chóng chạy về nhà của mình, kêu chồng của chị đến, và anh cũng đã được chữa lành, cũng mở lòng ra để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh xem những trường hợp như vậy, những người lái xe cho chúng ta, những người phục vụ chúng ta, khi chúng ta mang sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta đó, nó sẽ ảnh hưởng trên họ. Họ sẽ dễ dàng để mở lòng ra để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống, vì sự hiện diện của Chúa ở tại đó với chúng ta. Anh xem các phương pháp chứng đạo khác, chúng ta bỏ rất là nhiều thời giờ để chúng ta cố gắng chứng minh cho người nghe, người mà chúng ta muốn làm chứng đạo cho họ đó, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Và điều này nhọc nhằn lắm, nếu chúng ta phải cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Nhưng mà có cái gì nó tốt đẹp và nhanh cho bằng, chính Chúa ở trong chúng ta bày tỏ sự hiển lộ của Ngài, chữa lành, giải cứu, đáp ứng được nhu cầu của người ta. Chúng ta không cần phải bỏ nhiều thời giờ để chúng ta chứng minh về sự hiện hữu của Chúa, nhưng chính Đức Chúa Trời đã chứng minh sự hiện diện của Ngài bằng dấu kỳ phép lạ. Thì chúng ta thấy rằng trong môi trường như vậy, dễ dàng cho người ta có thể mở lòng ra để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Cảm ơn Chúa. Điều này làm sao nó có thể xảy ra? Chúng ta thấy rằng điều kiện là chúng ta phải kêu cầu, như Ba-ti-mê, như người đàn bà xứ Ca-na-an. Chúng ta phải kiêng ăn, chúng ta bày tỏ cho Chúa. Có những lúc ở trong đời sống, khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi được các môn đệ của Giăng Báp-tít hỏi, Giăng Báp-tít thì kiêng ăn, còn thầy và các môn đồ của thầy thì cứ ăn uống. Chúa Giê-xu trả lời, khi chằn rễ ở cùng họ thì họ không kiêng ăn, nhưng mà khi chằn rễ không còn ở với họ thì lúc bây giờ họ mới kiêng ăn. Và tôi hiểu cái điều này như thế này: khi hội thánh của Chúa mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa một cách hiển lộ với chúng ta, thì chúng ta không cần phải kiêng ăn. Nếu chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa nó đã mất đi, chúng ta không còn thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra nữa, hay là chúng ta khao khát có một mức độ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ càng hơn, chúng ta kiêng ăn như lời của Chúa Giê-xu bảo, khi chằn rễ được cất đi khỏi họ thì họ mới bắt đầu kiêng ăn. Khi chúng ta không thấy sự hiện diện của Chúa một cách hiển lộ như Kinh Thánh đã mô tả, đó là lúc, đó là cái dấu tốt nhất để đẩy chúng ta vào trong cái chỗ hạ mình tìm kiếm Chúa, xét lòng của mình, dành thời gian để thưa với Chúa rằng chúng ta khao khát sự hiện diện của Ngài, chúng ta khao khát Chúa hơn cả thức ăn nước uống. Và lúc bây giờ, trong những cái môi trường như vậy và trong sự khao khát như vậy, Chúa lại bày tỏ sự hiện diện của Ngài, bởi vì chúng ta khao khát
vì chúng ta trân quý sự hiện diện của Chúa hơn cả những thứ khác làm chúng ta bận rộn và chúng ta đòi hỏi để thỏa cái vị giác của chúng ta. Kiên ăn, cầu nguyện, hay là biệt riêng đời sống của chúng ta một cách thánh khiết cũng là điều quan trọng, vì Chúa là đấng thánh. Nếu đời sống của chúng ta đầy những tội lỗi và những ngổn ngang ở trong đó, thì Chúa không thể nào bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách hiển lộ được. Thì chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta dọn dẹp đời sống của chúng ta sống được thánh khiết, và chúng ta có một tấm lòng là chúng ta muốn giải cứu những người đang ở trong sự thiếu hụt về tài chánh, về sức ăn, về sự tự do, như Esai 58 đã dạy chúng ta. Cái sự kiên ăn mà Chúa Ngài muốn tìm kiếm để chúng ta bẻ xiềng hung ác, chúng ta mặc cho những người trần truồng, chúng ta giúp đỡ cho những người cần được giúp đỡ. Và khi chúng ta ở trong cái vị trí như vậy và chúng ta xin bánh của Chúa đó để chúng ta đãi cho những người này đó, thì đó cũng là điều kiện khác mà Chúa Ngài vui và Ngài đáp ứng bằng sự hiện diện của chính mình Ngài. Cảm ơn Chúa. Không chỉ bước vào ở trong tinh thần thiếu cầu nguyện, trống rỗng, vô tính, trông chờ một diễn giả, một buổi thờ phượng ngắn gọn, mà có thể mang chúng ta vào sự hiện diện của Chúa được. Mong đợi. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì trong kinh nghiệm này thường nhắc nhở những người đến để tìm sự chữa lành. Thôi rằng quý vị đến đây nếu chờ là một sư khánh đặt tay thì mới có kết quả đó, quý vị đi lộn chỗ rồi. Bởi vì nếu Chúa không bày tỏ sự hiện diện của Ngài để đáp ứng nhu cầu quý vị, chúng tôi cũng không làm được gì. Hãy chuyển đức tin của mình vào Chúa và khao khát sự rờ chạm của Chúa, sự chữa lành từ nơi Ngài. Nếu chúng ta chờ đợi một diễn giả đem cái gì đó đến cho chúng ta cũng đặt đối tượng sai. Khao khát Chúa, để rồi Chúa có thể làm việc ở trên diễn giả, xuyên qua diễn giả, ở trên những người mà Chúa Ngài đã cho họ có kinh nghiệm sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta thấy David mong ước được vào nơi đặc biệt. Phải nhớ rằng trong giai đoạn này thì rương giao ước được để ở bên ngoài. Như chúng tôi mô tả với anh chị em, rương giao ước trước đó ở trong đền tạm thì chúng ta biết rằng được để ở trong nơi chí thánh. Và có một cái bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Mà mỗi năm một lần thôi, chỉ có một lần, thầy tế lễ thượng phẩm phải mang huyết của con sinh tế, đi ra phía sau bức màn đó, đi vào trong nơi chí thánh, dâng huyết của con sinh tế lên để chuộc tội cho dân sự của Chúa. Và lúc bây giờ là một con người có thể được ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng David đã khám phá ra một cái chìa khóa rất là quan trọng. Rương giao ước còn để bên ngoài, ở trong cái lều, gọi là lều tạm của David đó, thì ai cũng có thể thấy cái rương giao ước đó mà không ngã chết. Bởi vì David đã tìm thấy được một chìa khóa, sự ngợi khen, sự thờ phượng. Ông đặt những người ca hát, đặt những ban thứ, sáng tác những bài hát, những thi thiên để ngợi khen Chúa, để bày tỏ cái tấm lòng nhờ cậy Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa cho họ. Ở trong cuộc đời của David thì đền tạm của David là cái nơi mà người ta có thể thờ phượng Chúa, có thể thấy được rương giao ước mà không ngã chết, nhưng được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa, trong đền tạm của David ngày hôm nay chúng ta cũng có thể đi thờ phượng và thấy rương giao ước của Chúa, hay là thấy sự hiện diện của Ngài. David là người quan sát thế giới của loài chim, thì ông nói nhiều về chim chóc ở trong thi thiên. Chúng ta thấy như thi thiên 124 câu số 7: linh hồn ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập của kẻ đánh chim, rập đã dứt chúng ta bèn thoát khỏi. Hay là thi thiên 55 câu số 6: tôi có nói, ôi chớ chi, tôi có cánh như bồ câu, ắt sẽ bay đi và được ở yên lặng. Chúng ta thấy ông quan sát về các loài chim, thì ông để ý đến có một loài chim mà ông nhắc đến ở tại đây, đó là ở trong thi thiên 84 câu số 3: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi, là Đức Chúa Trời tôi, con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Ông trong lời này nói lên cái sự ganh tị của ông đối với con chim én. Con chim én nó đã làm cái ổ của nó ở tại bàn thờ của Chúa, tại đó nó đẻ con của nó. Ồ, thật là một hình ảnh tuyệt vời. David ganh tị với con chim này. Và điều đó cũng dạy chúng ta nhiều bài học. Bàn thờ là nơi gặp gỡ Chúa, là chỗ của giao ước, là chỗ của cứu chuộc, là chỗ của ân sủng, là chỗ của lửa của Chúa hiện diện. Anh chị em hiểu không? Điều này cho chúng ta thấy một cái phước hạnh. Hãy trở nên như con chim én này, chọn nơi sự hiện diện của Chúa tại bàn thờ của Chúa, một cái nơi để chúng ta sanh nở con cái của chúng ta,
để chúng ta trưởng dưỡng nó ở trong ơn của Chúa. Nhớ rằng không ai ngoài thầy tế lễ thương phẩm được đến gần rương giáo ước của Chúa, nhưng mà David khao khát được đến gần bàn thờ, gần sự hiện diện của Chúa. Ông nói ở trong câu số 4, phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Cảm ơn Chúa. Ông có một khao khát mà chúng ta thấy rằng chính cái điều đó, Chúa Ngài bằng lòng và cho phép. Ông không phải là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng ông có thể đi vào trong sự hiện diện của Chúa qua sự ngợi khen và thờ phượng của ông. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngày nay là thầy tế lễ nhà vua, và công việc của chúng ta là hằng dân của lễ của sự ngợi khen vinh hiển của cho Chúa. Ô, anh chị em, đây là đặc ân của chúng ta. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em, và tôi khích lệ anh chị em cũng như chỉnh sửa trong anh chị em. Nếu có ai đã dạy chúng ta rằng sự ngợi khen thờ phượng một cách hết lòng, bằng hết tất cả những cái ý của chúng ta và hết sức của chúng ta, thì chúng ta hãy gạt bỏ ra ngoài tai. Tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và công bố anh chị em hãy gột bỏ tất cả những điều đó. Vì đây là những con người đã bị ma quỷ sử dụng để kéo anh chị em ra khỏi cái phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Lần tới khi chúng ta trở lại nhà của Chúa, cùng với hội chúng, tất cả chúng ta đều hết lòng đi vào trong sự hiện diện của Chúa, khao khát được gặp Chúa ở tại bàn thờ, ở tại nơi sự hiện diện của Chúa, ở tại cái nơi phước hạnh, thì anh chị em, chúng ta phải có thái độ như David ông đã bày tỏ tới đây. Khao khát sự hiện diện của Chúa, ngợi khen thờ phượng Chúa bằng hết lòng. Và trong tuần, hãy để cho lòng khao khát của chúng ta đến độ thân thể của chúng ta hao mòn, mong đợi sự hiện diện của Chúa. Và khi chúng ta tất cả đều được như vậy, tôi cam đoan với anh chị em, khi chúng ta hiệp lại với nhau để thờ phượng Chúa, thì chắc chắn dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ đổ ra. Những người có quỷ sẽ không đứng nổi ở trong một cái môi trường mà con cái của Chúa hết lòng thờ phượng Chúa như vậy. Amen. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Và chúng ta thử hình dung tất cả chúng ta đều có một lòng khao khát như vậy, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ làm việc. Cảm ơn Chúa, trong chuyến đi vừa qua có một địa điểm nhóm, và khi chúng tôi bước vào, khi xe dừng lại và chúng tôi bước ra khỏi cửa xe, tôi cảm nhận được cái sự khao khát của anh em, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở tại đó trước khi chúng ta bắt đầu trong sự ngợi khen và thờ phượng. Và rồi khi sự ngợi khen thờ phượng được dâng lên, cảm ơn Chúa, tại đó lời của Chúa được ban phát ra trong một mức độ khác hơn tất cả những cái buổi nhóm khác. Những lời tiên tri sự chữa lành của Chúa được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa, hàng trăm người được chữa lành mà chúng tôi không phải đặt tay trực tiếp. Lời khôn ngoan tri thức được bày tỏ ra, và chúng ta cảm ơn Chúa, những thứ bệnh được gọi ra và người ta được chữa lành. Tối hôm qua cô Quách Thúy có chia sẻ một cái lời làm chứng, một chị em của chúng ta là một người hầu việc Chúa có bệnh thận, thì chúng tôi cảm ơn Chúa. Tôi nhớ lại có một cái lời tri thức rằng Chúa ngài chữa lành cho, muốn chữa lành cho người bị đau thận, có bị sỏi thận. Cảm ơn Chúa, cô đã nhận được sự chữa lành của Chúa và trở về trong sức khỏe mà Chúa ngài ban cho. Anh chị em, khi có một cái mức độ khao khát đến tột độ như vậy, Chúa đáp ứng. Cảm ơn Chúa, vì chim én đã tìm được một ổ đặng đẻ con của nó. Khi chúng ta được ở trong sự hiện diện hiển lộ của Chúa, thì sẽ có nhiều việc xảy ra. Chúa sản sinh ở trong chúng ta những giấc mơ, khải tượng, mục đích và sự khao khát, cũng như Chúa ngài hướng dẫn trong bước đi của chúng ta. Anh chị em mong muốn điều đó phải không? Hãy ở trong sự hiện diện của Chúa. Và chính ở trong sự hiện diện của Chúa có sự sinh sản ra tại đây. Đó là giấc mơ. Cảm ơn Chúa, khải tượng được công bố ra, những ước mơ được trình dâng lên trước mặt Chúa. Và cảm ơn Chúa sự sức giàu của Chúa ở trong những buổi nhóm mà chúng tôi đã được dịp để đứng ở trong sự hiện diện của Chúa phục vụ anh chị em, thì ơn của Chúa tuôn đổ, những lời khôn ngoan tri thức được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa, có những người chúng tôi chưa bao giờ gặp, mà khi ở trong sự hiện diện của Chúa chúng tôi nắm tay họ, thì Chúa ngay liền bày tỏ cái chức vụ, cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của họ. Họ trải nghiệm Chúa trong nước mắt. Làm sao một sư biết được điều này? Và cảm ơn Chúa, người ta kinh nghiệm Chúa ở trong mức độ mà chúng ta thấy rằng thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Lòng tôi khao khát, ước mơ rằng tất cả các nơi đều nắm bắt được cái lẽ thật này. Chúng ta bước vào ở trong sự khôi phục lại đền tạm của David. Khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng hết lòng, buổi thờ phượng của chúng ta là dành cho Chúa mà thôi. Chúa là đối tượng duy nhất của chúng ta. Tất cả những bài hát phải được chuẩn bị là để ca ngợi Chúa mà thôi. Tôi cam đoan với anh chị em, dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. Vì trong sự hiện diện của Chúa đó có sự sản sinh ra những phước hạnh như vậy. Đó là lý do tại sao hội thánh nào có sự hiện diện của Chúa thì có nhiều giấc mơ khải tượng cho công việc của Chúa. À, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi tôi gặp những hội thánh mà trong con gái của Chúa có nhiều giấc mơ và có những cái khải tượng cho công việc của Chúa, tôi biết rằng hội thánh đó đã nắm bắt được cái chìa khóa đền tạm của David đã được xây dựng lại ở trên hội chúng đó. Có hướng đi một cách rất là rõ ràng. Cảm ơn Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, ngài dẫn dắt chúng ta.
Bởi vì Ngài yêu mến chúng ta và Chúa, Ngài lời của Ngài bảo rằng Ngài dẫn bước những kẻ mà Ngài yêu mến, những người kính sợ Ngài. Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta, không như là người mù rờ vào trong vách tường, chúng ta tìm đường để chúng ta đi. Nhưng mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài cho chúng ta có khải tượng, Ngài cho chúng ta có ước mơ, Ngài cho chúng ta có mục đích và Ngài cho chúng ta những hướng đi một cách rất là rõ ràng. Cảm ơn Chúa. Một điểm khác đó là con cái chúng ta cần được ở gần bàn thờ của Chúa. Đây là điều mà xin Chúa khôi phục lại. Để tấm lòng của những người cha, người mẹ, chúng ta biết cái môi trường mà có sự hiện diện của Chúa thường xảy ra ở tại nhà thờ, ở tại nhà của Chúa. Nhất là nơi mà chúng ta đang thờ phượng. Và cả hội chúng được khích lệ từ mục sư cho đến ban hát dẫn v.v. bày tỏ cái sự khao khát đó. Thì cái đó là cái chỗ mà tôi khuyến khích anh chị em bằng được đem con của mình vào trong cái chỗ đó. Thì khi con cái của chúng ta được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, thì nó để lại một ảnh hưởng rất dài lâu trên cuộc đời của chúng nó. Tôi nhớ đọc và nghe lời làm chứng của một người đã có tuổi. Cái ngày mà Hội Thánh của Chúa VBC Hiếu Sinh của chúng ta tiếp đón ông đó, ông đã 104 tuổi. Và ông thuật lại thế nào trong cơn phục hưng ở tại đường Azusa. Lúc bây giờ ông là một thiếu niên ở trong Hội Thánh ở tại đó. Ở trong sự hiện diện của Chúa, ông nói rằng sự hiện diện của Chúa như một đám mây đó, thể hiện ra trong mức độ mà thân thể của chúng ta có thể cảm nghiệm được. Thì người ta thường đem những đứa nhỏ, nó có nhiều khi buổi nhóm kéo dài, nó ngủ ở trong cái sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện hiển lộ Shekinah của Chúa. Thì ông là một trong người đó. Và cảm ơn Chúa anh chị em cái ngày mà chúng tôi được gặp ông, và chúng tôi mời ông vào trong văn phòng của chúng tôi và dùng bữa trưa. Tôi nhớ một người 104 tuổi, ông ăn bít tết, bò bít tết, hàm răng của ông vẫn còn tốt. Ông ăn một cách rất là mạnh mẽ. Ông nói rằng từ khi mà ông kinh nghiệm cái phước hạnh của Chúa ở tại đường Azusa, lớn lên trong môi trường đó, ông ít có khi nào bệnh, hay nữa nói rằng không bao giờ bị bệnh. Sự hiện diện của Chúa mà chúng ta thấy Chúa cho Hội Thánh của Chúa ở tại đường Azusa trải nghiệm được là sự hiện diện ở tại thiên đàng. Tại đó không nước mắt, tại đó không còn có ốm đau bệnh tật. Sự hiện diện đó của Chúa được thể hiện ra trên đất này. Khi chúng ta đưa con cái chúng ta mà được ở trong sự hiện diện như vậy, anh chị em, từ sức khỏe cho đến đời sống tâm linh sẽ là những cái giờ phút phước hạnh và kéo dài trên cuộc đời của con cái của chúng ta. Cho nên tôi khuyến khích hết tại những phụ huynh bằng cách là chúng ta hiệp ý, hiệp lòng với Hội Thánh của Chúa, tạo một môi trường đầy sự hiện diện của Chúa, và phần của chúng ta đưa con của chúng ta đến nhà thờ cho bằng được. Bởi vì khi con của chúng ta được ở trong một môi trường như vậy, anh chị em, ảnh hưởng dài lâu trên cuộc đời của nó được lớn lên trong sự hiện diện của Chúa, sự ban phước của Đức Chúa Trời, thì còn gì cho bằng. Anh chị em, đáng tiếc ngày hôm nay có những cha mẹ họ muốn cho con của họ tham dự vào trong những đội bóng đá, học những chỗ này chỗ kia, những điều này điều kia. Anh chị em yêu dấu, không có một chỗ nào bằng cái nơi mà có sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Cho nên hiệp tác để chúng ta cùng nhau tiếp tục đeo đuổi. Xin Chúa xây dựng lại đền thờ của David trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Rồi cả hội chúng ta đều kinh nghiệm được đền thờ của David. Và chúng ta hiệp nhau lại cho anh chị em. Chỗ đó là chỗ tốt nhất của chúng ta. Không phải là đại hội, không phải là trại, không phải là một cái điều gì đó là cái câu trả lời. Nhưng mà chính cái nơi nào có sự hiện diện của Chúa. Vì tại đó, tấm lòng của con cái của chúng ta sẽ được thay đổi. Ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta thấy rằng cả con người được nếm trải Chúa đó, thì nó sẽ là một cái bằng chứng lớn lao của sự thay đổi trên con cái của chúng ta. Thì hãy đưa con cái của chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa, ở tại nhà, ở những người cha, hãy hướng dẫn con cái của mình ở trong sự hiện diện của Chúa bằng cách là chúng ta có cái thời giờ thờ phượng ở trong gia đình. Và nếu có thể được, không phải là mỗi ngày được, thì là ít nhất là trong tuần chúng ta cũng có thêm một ngày, một buổi để chúng ta cùng với gia đình ở trong sự hiện diện của Chúa. Dùng bữa cơm xong chúng ta ngồi lại, chúng ta ngợi khen Chúa. Đó là những giây phút mà chúng ta sẽ trải nghiệm được sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Thứ năm, kinh nghiệm quyền năng từ sự hiện diện của Chúa mà chúng ta thấy tại đây. Mặc dù sự hiện diện của Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng cũng rất rõ ràng có những thời điểm mà sự hiện diện của Ngài hiển lộ một cách rõ ràng. Và chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách lớn lao. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa là điều mang đến quyền năng. Như chúng ta thấy Habacuc chương 3 câu số 4 nói, sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ Ngài, quyền năng Ngài giấu ở trong nơi đó. Quyền năng của Chúa được giấu ở trong vinh quang của Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta được ở trong vinh quang, trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta.
Cảm ơn Chúa. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa là điều thay đổi những cuộc đời và bày tỏ vinh quang của Chúa. Cho nên hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Tái dựng lại, xây dựng lại đền tạm của David. Đó là sự ngợi khen và thờ phượng để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Và cuối cùng, tiếp rước sự hiện diện của Chúa. Làm thế nào để mang sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta? Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho những ai tha thiết tìm kiếm Ngài. Chúng ta trở lại với Phục Truyền chương 4 câu 29. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Nếu chúng ta muốn được bước đi trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta cần học làm những việc mang đến sự hiện diện của Chúa. Và một trong những đường lối lớn đó là qua sự ngợi khen và thờ phượng. Xin Chúa nghe cho để anh chị em kinh nghiệm được điều này ở trong đời sống của mình. Có những cái phương cách để chúng ta cũng có thể làm được điều này tại nhà của chúng ta nữa. Nhưng tôi chia sẻ với anh chị em một trong những điều mà chúng tôi phải làm khi chúng tôi đi xa. Có nhiều khi hội thánh đó có một cái đường lối là mời chúng tôi ở tại nhà. Thì sẽ rất là tốt khi họ cho chúng tôi ở trong cái nhà của một em bé, cái phòng của một em bé ở trong nhà. Thì cái môi trường nó rất là tốt. Bởi vì trẻ em dưới cái tuổi biết phân biệt giữa điều thiện, điều ác, ở trong cái tuổi ngây thơ của nó, thì luôn có thiên sứ của Chúa, thiên sứ bảo hộ đó, gặp các em, giúp đỡ cho các em và đi lên đi xuống để trình dâng các em và nhu cầu các em trước mặt Cha chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu đã bảo điều đó. Trên môi trường đó rất tốt. Nhưng nếu chúng tôi đến mà được gia đình sắp đặt đó, ở trong một cái căn phòng mà có những người thiếu niên ở trong phòng đó là chủ của căn phòng đó, thì những cái tranh ảnh cũng như là những cái sinh hoạt thì chúng tôi bắt buộc phải làm cái sự dọn dẹp môi trường thuộc linh ở tại đó. Chúng tôi sức dầu cho căn phòng đó và chúng tôi bắt đầu ngợi khen Chúa, mở nhạc ngợi khen lên để thanh tẩy cái môi trường đó. Vì ở trong cái môi trường của sự hiện diện của Chúa, như tôi nói, khải tượng sự mặc khải hướng đi và mọi việc được diễn ra trong ơn của Chúa. Thì chúng ta nắm bắt những cái điều kiện đó để chúng ta nhớ. Đó là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngự giữa tiếng hát ngợi khen của Israel. Chúng ta nhận biết điều đó. Cho nên nếu không có bàn hát dẫn ở bên cạnh, chúng ta không có phương tiện và khả năng để ngợi khen, thì tối thiểu chúng ta cũng có thể làm, đó là mở nhạc ngợi khen lên để chiếm lĩnh cái bầu không khí đó bằng sự ngợi khen. Và Chúa ngài ngự giữa tiếng hát ngợi khen của dân sự của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa như vậy. Ở tại nhà, anh chị em, tôi khuyến khích là chúng ta thường xuyên mở nhạc ngợi khen. Nó ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Tới cái mùa này trong đời sống của vợ chồng chúng tôi rồi thì nhà tôi giữ các cháu nội, cháu ngoại. Thì cảm ơn Chúa là chúng tôi mở nhạc thường xuyên, nhạc ngợi khen. Nó ảnh hưởng trên các bé. Bởi vì nó chưa biết đi. Mà khi tiếng nhạc trỗi lên, thì các cháu đưa tay lên để ngợi khen Chúa, thờ phượng Ngài. Rất là dễ thương. Mà chúng tôi biết là những người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, chúng tôi biết chúng được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy. Bao nhiêu phước hạnh của Chúa sẽ đổ trên đời sống của nó. Nó khôn ngoan, nó lớn lên, khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Vì nếu Đức Giê-hô-va ngự giữa tiếng hát ngợi khen của tuyển nhân của Ngài, thì chúng ta thấy rằng ma quỷ nó cũng ngự giữa những tiếng hát chán đời, những cuộc tình tan vỡ, những cái hận sầu ở trong đời sống. Nên chúng ta mở nhạc đời, chúng ta mở những cái bài nhạc tình ca không thành của đời, để chúng ta tạo một môi trường cho một sự hiện diện khác hơn là sự hiện diện của Chúa của chúng ta. Nên tôi khuyến khích anh chị em, chúng ta cần phải tìm lại và đời sống của gia đình của chúng ta phải có một cái môi trường thật là tốt đẹp để Chúa có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Vì tại đó chúng ta được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Học để dầm thấm ở trong sự hiện diện của Chúa bằng sự ngợi khen và thờ phượng. Và cuối cùng, qua việc chúng ta liên tục ở trong lời của Chúa. Đó là cách khác để chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu ngài phán, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bởi vì luôn ở trong lời của Ngài, chúng ta sẽ xin theo ý của Ngài. Và Chúa Giê-xu ngài hiện diện ở trong lời của Ngài luôn luôn, vì Ngài chính là lời. Cảm ơn Chúa. Ta là đường đi, chân lý hay là lời và sự sống. Lời chính là Đức Chúa Giê-xu. Nên khi chúng ta ở trong lời của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm chính mình Ngài. Cảm ơn Chúa. Cứ ở trong lời của Ngài sẽ luôn mang đến sự hiện diện hiển lộ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Ôi, ước gì những điều chúng tôi chia sẻ trong buổi tối hôm nay truyền cảm hứng, khích lệ anh chị em, động viên tinh thần anh chị em để chúng ta làm một quyết tâm. Trước khi chúng ta có thể được Chúa Ngài
sử dụng chúng ta, thì chúng ta phải là những người trải nghiệm sự hiện diện hiển lộ của Chúa trong đời sống của chúng ta một cách thường xuyên ở trong ơn của Chúa. Vì khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta được dầm thấm ở trong ơn quyền của Ngài, dầm thấm ở trong sự ban cho của Chúa. Tại đó chuẩn bị chúng ta một cái trạng thái và một cái vị trí mà chúng ta sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Cảm ơn Chúa. Trên quyết định của chúng ta trong ngày hôm nay, hãy trở nên những con người thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Sự sống luôn dựa trên sự hiện diện của Chúa làm nền tảng. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta quyết tâm đó. Amen anh chị em. Xin ta cùng đứng lên trong thời giờ này, hướng lòng về Chúa, và tôi xin được phép cầu nguyện cho anh chị em. Chào dấu của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì những phước hạnh của sự hiện diện của Chúa mang đến. Và chúng con được nhắc nhở trong ngày hôm nay. Ôi chào dấu chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã mặc khải, Ngài đã sức giàu để vua David đã viết Thi Thiên 84 này. Cho chúng con thấy được sự khao khát của ông và thế nào Chúa Ngài đã đáp ứng lại. Chúng con biết ơn Ngài. Cho dấu trong thời giờ này, cá nhân con xin Chúa Ngài lắng nghe điều con công bố. Đó là bởi ân điển và sức toàn năng của Ngài, con chọn là một người thờ phượng Chúa bằng hết lòng, hết ý, hết cảm xúc của mình. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho anh chị em chúng con là những người quyết tâm trong thời giờ này, để chúng con sẽ là những người có Chúa nhìn xuống mỉm cười khi thấy chúng con. Mỗi lần chúng con ra mắt Chúa, khi chúng con hát bằng hết cả tấm lòng. Khi chúng con thờ phượng Chúa, chúng con thờ phượng Chúa hết ý, hết lòng, tìm kiếm Ngài. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con là những con người kinh nghiệm sự hiện diện hiển lộ của Chúa một cách thường xuyên, để Chúa có thể đi cùng chúng con. Bất cứ nơi nào chúng con đi, chúng con mang sự hiện diện của Chúa đến đó. Vì trong sự hiện diện của Ngài, quyền năng của Ngài bày tỏ, nhu cầu nan đề sẽ được giải quyết, được đáp ứng, và người ta sẽ trải nghiệm Chúa trong đời sống. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban phước trên chúng con để chúng con bảo vệ, chúng con gìn giữ môi trường tốt đẹp ở tại nhà, trong đời sống của chúng con, cũng như mỗi khi chúng con nhóm nhau lại, để Chúa có thể thoải mái bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Mỗi khi chúng con nhóm nhau lại, mỗi khi chúng con gặp gỡ Chúa, để chúng con sẽ trải nghiệm được sự hiện diện hiển lộ của Chúa luôn luôn trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hết lòng hết ý tìm kiếm Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng anh chị em là những người đã quyết tâm để chúng ta cho bằng được kinh nghiệm sự hiển lộ của Chúa khi chúng ta khao khát như David đã bày tỏ ra cho chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để anh chị em sẽ cùng nhau chúng ta tạo một điều kiện để môi trường thờ phượng Chúa của Hội Thánh của Chúa ở tại đây mỗi ngày một mạnh mẽ càng hơn, để chúng ta lại sẽ tiếp tục trải nghiệm Chúa và dấu kỳ phép lạ sẽ luôn được thể hiện mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. Chúa ban phước. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.